Cái này à, cái con nhiều hả?
làm điếu thuốc, bà cày cày điếu thuốc. Ai? Ôi. Quay rồi. Bị cái đọt có phần. Một mùi luôn. Đấy, miếu. Thông ăn này. Thật cái thứ đúng không? Ngàn bay ao đồ đấy bộ. Ê, đồ á. Nhàn bay kép đồ để mặc khai đấy bộ. Để vào đi. Ôi nhà không có gì đâu các bạn. Uống rượu với bim bim thôi. Rượu này cũng ngon đấy. Nhà hoàn cảnh lắm, đâu không có đâu. Thôi, tôi xin mời đi nhà. Xin mời đây. Còn chán lắm. Đời lắm, đây cho ăn ngô sống đây. Ngô sống vẫn ngon mà. Thôi ba. Rượu này cũng ngon đấy. Rượu ngon đấy. Điểm dừng mà. Rượu này đúng rồi. Vợ con chán lắm, đây mời bác nhá. Vâng. Chào mời bác nhá. Và cảm ơn nhá. Uống rượu với bim bim thôi. Vâng. Bác nhá. Vâng. Vâng nhá. Nào. Thôi mời đi nhà. Vâng. Ừ. Mời nhá. Mời đây. Rượu với bim bim cay. Ngon đấy. Cay nhưng mà ngon đấy. Ngon quá. Làm biếu mi thuốc lào. Ô, hôm nay đi nương về mệt quá. Có cái điều này thích lắm. Hôm qua bữa kem lẩu chưa thành cậu đấy, tao du về du tao thuốc vào đây đấy, đâu về du bắt đầu nào đây, chán quá nhà không có gì, uống rượu rượu với bim bim thôi. Uống đi, ăn bim bim đi, đúng đi bác ơi. Vâng, uống đi, uống bim, ăn bim bim cay, uống rượu cay cay thật ngon. Đâu ngon. Bắt đầu đây. Nào. Đây. Nhớ, hẳn nhớ. Mấy chiếc hai hẳn rồi, ngoan hẳn. Hai hẳn có riêng này ạ. Hai cái đó. Hai cặp riêng không ạ? Vâng. Nhẳng. Mở phút tí ạ. Mở cơm ngon. Mở cơm ngon. Trần thôn, đồ cảm bác nhá. Đồ ngon. Cay mà, rất ngon. Rượu này là rượu rừng rồi. Hết rồi, hết một phi rồi đấy. Đấy. Suốt ngày uống rượu thôi. Cả ngày uống rượu thôi. Nhà không còn cái gì rồi. Việc mình uống mình cứ uống chứ. Được. Hết rượu rồi. Cả ngày uống rượu, nhà chẳng còn cái gì nữa rồi. Hôm nay bằng khắp rồi, hôm nay đi đổi rượu hết rồi. Giết kìa. Đi mua rượu cho tao. Còn cái gì nữa đâu mà mua rượu. Vô đây, vô đây. Vô, hết đây mày. Hết rượu rồi. Hết rồi. Thế thì bảo vợ đi lấy chứ. Bảo vợ đi mua. Mày lấy rượu, mua rượu cho tao cơ mà. Có cái gì đâu mà mua. Cái kia cũng đổi hết rồi. Còn cái gì đâu mà mua. Này. Thái độ này. Mày thích thái độ không? Tao đuổi mày ra khuôn khỏi nhà. Thái độ à? Chứ tao tiếp rượu không à? Hả? Rượu đâu? Xem nhà còn gì nữa đâu mà rượu. Sắp ngày rượu. Đàn ông con trai thì xem nhà cửa này à? Tao không cần biết mày mua rượu này đấy cho tao. Thái độ với tao. Mày mua rượu cho tao. Vợ như mày vô dụng, tao đuổi mày ra khỏi nhà. Ra. Anh ơi, uống rượu đấy mà anh ơi. Hôm nay cho con này đi luôn, không cần nữa. Quần áo. Quần áo.
mày biến đấy. Tao biến khỏi nhà tao, hãy biến đi. Cái loại mày rượu mua, không mua rượu cho tao, không mua rượu cho tao, không mua rượu cho tao. Biến. Không cần cái loại vợ như mày đâu. Biến đi. Nào, hai ba rô, hết rượu, chủ nhân đấy, vợ con này em đuổi đi thôi, chán lắm rồi, đâu có đâu đây, hết rượu, nào rô, hai ba rô, vợ uống đây, trái rô uống nhiều đấy, nào uống đây, hết đi. Thank you.